theo cách riêng của bạn. À, đúng ạ, vâng ạ, đúng ạ. Quá nhiều quảng cáo đúng không ạ? À, thưa các bác của anh em, chốt liên tục để anh em còn về cả nhà nhá. À, tiếp theo đó là các anh trai ở Bình Giang, Hải Dương. Và trong tuần vừa qua rất là có duyên với huyện Bình Giang đúng không ạ? À, em vừa lắp 2 bộ 47 triệu giống nhau. Nếu như các bác của anh em theo dõi kênh của em thì chắc là biết rất rõ đúng không ạ? Em lắp 2 bộ liền cho hai anh trai ở cạnh nhau nhá, đúng không ạ? 2 bộ giống hệt nhau, không khác nhau cái gì cả. Và lại tiếp tục các bác nhá. Và hôm nay em xin phải chia sẻ là một đôi duy nhất trong gọi là trong năm nay đúng không ạ? Cũng chỉ còn tầm khoảng độ hơn 30 giờ nữa đúng không ạ, là pháo sẽ lổng các bác nhá. Hôm nay là buổi chiều ngày 29 tháng chạp rồi các bác ạ. Mai 30 đúng không ạ? Vãng là đêm giao thừa. Chúc các bác của anh em một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý các bác nhá. Đôi loa B3X12i đúng không ạ? Một đôi duy nhất trong năm nay, báo cáo luôn toàn thể các bác như này này. Em chia sẻ rồi đúng không ạ? Em bán đúng đến Tết với 10 đôi nhưng bây giờ cũng không biết là còn một hoặc hai đôi gì đó đúng không ạ? Với giá 21.500.000 nhưng riêng đôi loa này đúng không ạ? Kỷ lục trong đời em bán 21 triệu hôm nay cho anh trai. Anh trai nói là theo dõi kênh của em khá lâu rồi, các bác. Và cũng rất là vui và hôm nay cũng là ngày 29 Tết nên là em giảm tiếp một chút nữa, anh em rất phấn khởi đúng không ạ? Các bác của anh em nghe chất âm của đôi loa B3X12i mọi người nhá. Một quả súp điện PS micro các bác nhá, và bên ngoài em vẫn có một bộ tí gửi đi Hải Phòng và muốn đẩy gửi Hải Phòng các bác nhá. Và có nghĩa là chuyến xe buổi chiều em đi Hải Phòng là chuyến xe cuối cùng các bác nhá mà em có thể gửi được xe khách. Cách đây tầm khoảng độ 5 phút thì em gửi một chuyến đi Linh Bình. Đúng không các bác? Em phải xin phép các bác là xin ra 5 phút không thì ngày Tết này không ra chặn xe thì là xe khách không đỗ đúng không ạ? Cách đây ít phút em gửi đi Linh Bình cho anh trai và tí nữa em sẽ gửi một bộ cho anh trai ở Hải Phòng và gửi một con đẩy PS đi Hải Phòng cả nhà nhé. Tí em sẽ quay cho cả nhà xem đúng không ạ? Ok, mời các bác của anh em nghe bộ sản phẩm này nhé. B3X12i mới cứng, tiếng bass nó đánh chắc như thế nào cả nhà nhé. Xin mời. Rất là sót các bác nhá. Ok, em xin được cảm ơn các anh trai nhá. Rồi. Và tại các bác, đúng không ạ? Bình Giang, Hải Dương, quê mình Hải Dương. Cảm ơn anh nhá. Và bác chủ đây đúng không ạ? Cảm ơn anh nhá. Và thưa toàn thể các bác của anh em, loa B3X12i đúng không ạ? Hàng thì là hàng chuẩn rồi, hàng xịn chính hãng rồi. 23.500.000 hàng mới tinh, anh em có nhu cầu mua sắm alo em. Và hàng bãi thì giá dao động khoảng từ 16 đến 17 vì lý do là có hàng đẹp, hàng xấu. Còn những hàng mà nó không zin nó có thể là 13, 14, 15 em cũng có, nhưng có thời điểm em bán 11 triệu đúng không ạ? Em có 4 đôi nhưng em mới dồn được có 2 đôi bán 11 triệu thanh lý. Em 2 đôi nữa sang đầu riêng em rảnh em sẽ dồn. Những đôi loa nó lỗi mà nó không được có ngày xuất sắc thì giá nó sẽ tốt hơn cả nhà nhá. Ok chưa? Đây là bộ sản phẩm cho anh trai, có phải đây không em? Đây là bộ anh trai ở dưới Hải Phòng đúng không ạ? Mở cho đóng một đi em ơi. Đây cả nhà nhá. Em tin chắc chắn rồi, ngày mai 30 thì chắc là không còn xe khách nào chạy rồi các bác ạ. Và ngày mai chắc là chỉ có gọi là anh em kỹ thuật đến lắp cho các bác thôi, hoặc là gọi xe taxi chở cho các bác thôi, hoặc các bác của anh em đến nhà giao lưu em nhá. Đây ạ, chọn một bộ đi thành phố Hải Phòng cả nhà nhá. Đó, chọn một bộ luôn, loa EV của Mỹ này, bộ đẩy này, vang lưng micro này, đủ các kiểu này. Đây ạ, và một con đẩy PS9004 đi Phạm Xá là thuộc huyện Kim Thành các bác nhá, dọc đường 5 đúng không ạ, Kim Thành của tỉnh Hải Dương các bác đấy. Em tin chắc đây là chuyến xe khách cuối cùng em có thể gửi được. Ok, cảm ơn các bác. Buổi chiều tối rồi, đúng không ạ? Cảm ơn các bác của anh em nhá. Mọi người vẫn liên tục ủng hộ các bác ạ. Mai các bác nhá, hãy đến với em để giao lưu, tham khảo, trải nghiệm, mua sắm những bộ sản phẩm chất nhất, VIP nhất, đúng không? Để về ca và hát trong dịp Tết này. Ok, cảm ơn các bác của mọi người. Bộ này về bến xe Vĩnh Niệm cả bác nhá. Đấy, bến xe Vĩnh Niệm của thành phố Hải Phòng. Ok chưa? Bến xe Vĩnh Niệm. Cảm ơn toàn thể các bác nhá. Ok ạ.